Chào bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi ráp một bộ cây máy tính làm sao cho các bạn đủ ba yếu tố mà ngày ngày các bạn thầm ước ao. Đó là một, đó là rẻ nhất, hai, đó là mượt mà nhất, và ba, đó là dễ dàng nâng cấp nhất. Thì các bạn để ý cho mình một cái này, những cái thứ mà càng rẻ thì nó sẽ bị hạn chế về mặt đó là chất lượng, về mặt sau bán hàng. Vì vậy mình sẽ hướng đến một cái thứ mà rẻ nhất có thể chấp nhận nhưng tối ưu hóa hai cái thứ đằng sau nhất, đó là mượt mà nhất và dễ dàng nâng cấp nhất. Vì các cụ dạy các bạn rồi, đã bất thành văn rồi, tiền ít không thể hít cái thơm. Các bạn bỏ cần đó tiền, các bạn ra phố Phạm Văn Đồng hoàn toàn khác các bạn bỏ một cần đó tiền, các bạn ra phố Trần Duy Hưng. Nhưng hôm nay mình sẽ cho hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn, đồng thời cùng đồng hành với các bạn ra một bộ cây làm sao đạt đủ ba yếu tố trên. Một là rẻ nhất, hai mượt nhất, và ba là dễ dàng nâng cấp nhất. Vậy để đạt đủ ba yếu tố trên thì chúng ta cần cái gì? Thứ nhất là các bạn phải lựa chọn cho mình được một cái mainboard làm sao để sau này nó dễ dàng nâng cấp nhất và nó rẻ nhất trên thị trường bây giờ, và nó bền đến mức tối đa nhất cho các bạn. Vì quy tắc rất đơn giản là người sống hôm sau có thể chết bất thành văn. Vì vậy là đồ điện tử có một quy tắc cũng giống như con người, đó là nay sống mai chết, đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta cần chọn những cái main có cơ bắp để làm sao mà sức khỏe nó trường tồn hơn, để làm sao tỷ lệ rủi ro được hạ đến mức thấp nhất là ok, chứ không thể là bằng không. Vì vậy là tôi luôn luôn hướng đến các bạn lựa chọn hai cái dòng main ba để các bạn có thể đạt cái mức là chi phí thấp nhất và lợi ích cao nhất, dễ dàng nâng cấp nhất về sau. Đó, một đó là GigaHertz 61D2, tốt nhất nghe kỹ cho mình, tốt nhất là chọn bản 3.0 đổ lên. Vì 3.0 đổ lên nó tương đương với B75 rồi, sấp xỉ bằng chứ không phải là bằng, các bạn nghe kỹ. Còn nếu đã lên B75 hoặc những dòng main cao hơn, các bạn vui lòng chọn Giga B75 P5 4 khe RAM không hỗ trợ Vega On Board. Vì vậy các bạn đặt cạc Vega rời vào, nó sẽ hỗ trợ mức tối đa cho việc các bạn chơi game. Cộng một điểm nữa, đó là hai cái bên này hỗ trợ, bên này hỗ trợ RAM 16GB, bên này hỗ trợ RAM 32GB. Cộng với một điểm nữa là hỗ trợ cho bạn full CPU của dòng main socket 115X. Có nghĩa là mai sau các bạn dùng i7-3370 để các bạn biên tập video, các bạn chim game thoải mái, con gà mái. Vậy chúng ta đã chọn được một thứ, đó là mainboard. Việc thứ hai các bạn chọn đó là chơi cái game này, chơi cái game FIFA. Thì các bạn để ý, cấu hình FIFA yêu cầu tối thiểu đó là chip CPU i3. Tất nhiên là có thể pick xuống những dòng chip G, nhưng trải nghiệm những dòng chip G thì thực sự mình đã trải nghiệm thì khuyên các bạn là không nên. Còn các bạn cố tình hạ vẫn có thể chơi được. Vì vậy con i3 các bạn có thể mua dễ dàng nhất và mức giá rẻ nhất bây giờ, đó là i3-3100, là 2100, xin lỗi bạn. Hoàn toàn có thể chơi được FIFA Online 4, biên tập được video, chơi được PUBG, chơi được các thỏa mãn tất cả các game của bạn bây giờ. Tất nhiên là game càng cao thì nó càng có nhược điểm hơn, nhưng với FIFA Online 4, tí nữa các bạn xem video nó đã quá mượt mà rồi thưa các bạn. Vậy là chúng ta đã đi xong hai yếu tố, một đó là main, hai đó là RAM. Cái yếu tố thứ ba là yếu tố tối thiểu các bạn cần, các bạn nhớ đây là tối thiểu, đó là RAM. Nếu các bạn chạy GH61 các bạn cần 2 thanh 4GB, phạt vào đây là xong. RAM tối thiểu của FIFA Online 4 yêu cầu để xử lý mượt đó là 8GB. Các bạn nấp 4GB thì có thể các bạn chỉnh chọt, các bạn cài đặt, các bạn chơi được, nhưng tôi khuyên không nên làm như vậy. Khi các bạn nấp RAM 8GB, các bạn sẽ có rất nhiều trải nghiệm tốt hơn, vì RAM là bộ nhớ đệm, tất cả những cái gì nhớ đệm đều được lưu trên RAM. Nó sẽ giúp các bạn xử lý nhiều tác vụ một lúc mà không bị lát, không bị giật. Vì vậy chúng ta có 8GB RAM ở cái cấu hình này. Còn nếu các bạn sử dụng cái P75 này thì nó hỗ trợ cho bạn 32GB, các bạn cấm 4 thanh vào ghi đây thì chim gì thì chim, game gì thì game, biên tập gì thì biên tập, vẫn hỗ trợ cho các bạn tất tần tật. Vậy là chúng ta đã đi sang 3 yếu tố: 1. Main dễ dàng nâng cấp nhất, 2. CPU rẻ nhất để đớp được cái game này, 3. Đó là RAM thấp nhất để đớp được cái game main này. Chúng ta sẽ vào yếu tố thứ 4 mà các bạn cần có.
Cái này tôi chọn thấp nhất cho các bạn luôn. Sau này có tiền thì các bạn chơi cái khác. Đó là HDD. HDD đây đang dùng là HDD Samsung. Hàng đồng bộ. Chưa qua sử dụng. 160GB. Chi phí thấp nhất của một cái ổ cứng có thể. Còn các bạn sinh ra trong gia đình khá giả, với điều kiện các bạn sinh ra trong gia đình khá giả, không có một cái gì khác ngoài xin tiền bố mẹ, thì các bạn vui lòng là nâng cấp lên là 500, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, T bao nhiêu thì T, hoặc là SSD, M-SATA, đó là quyền các bạn. Tiếp theo, vậy là chúng ta có những yếu tố main dễ dàng nâng cấp nhất, CPU là thấp nhất, RAM là thấp nhất và ổ cứng là thấp nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nữa các bạn cần để ý, đó là cạc màn hình. Đây là chiếc cạc màn hình đến bây giờ, các bạn nghe kỹ, đến bây giờ là thấp nhất tôi đã từng xét để chơi game FIFA Online 4 mượt mà. Đó, nó là GT730 2GB RAM 3 bit 128. Còn bản 630 thì thực sự mình chưa xét. Vì vậy là nhiều bạn hỏi là 630 chơi được FIFA Online 4 hay không, thì thưa các bạn là mình chưa xét, vì vậy là mình không có câu trả lời. Không bao giờ khuyên người khác khi việc đó mình không biết. Đó là như vậy, đó là cách sống của mình. Vì vậy có rất nhiều bạn hỏi mình là cái bệnh này sửa như nào, thì câu trả lời của mình rất đơn giản là chạy ngay ra cửa hàng máy tính gần nhất, cái gì không làm được thì thuê, chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy chúng ta đã đi xong yếu tố main dễ dàng nâng cấp nhất, CPU thấp nhất, RAM thấp nhất, HDD thấp nhất, card VGA tính tới thời điểm này là thấp nhất, chơi được FIFA Online 4. Chúng ta thêm một thứ thấp nhất nữa để cân cái card này, đó là nguồn thấp nhất. Nguồn mình khuyên các bạn nên dùng đó là 300W công suất thực. Các bạn hoàn toàn có thể chạy trên dòng 650 Ti 1GB. Đó. Nhưng hạn chế chạy trên dòng 750 Ti 2GB. 300W công suất thực hoàn toàn cân đủ những cái mà các bạn đang ráp để tạo thành bộ cây này. Còn một thứ cuối cùng cũng là rẻ nhất nhưng chắc chắn nhất, đó là vỏ cây. Đó các bạn nhìn này. Đây là cái vỏ cây để ráp lên bộ cây này. Ok chưa ạ? Đây là vỏ cây. Vậy là chúng ta đã có đầy đủ các yếu tố để các bạn cấu thành nên một bộ cây đạt đủ 3 tiêu chí: rẻ nhất, mượt nhất và dễ dàng nâng cấp nhất. Cộng thêm yếu tố thứ tư, đó là hậu mãi về lâu dài nhất ở lô 2. Sản phẩm được bảo hành 3 tháng tại lô 2 và tất cả những linh kiện mới chúng tôi đều đổi cho các bạn trong vòng 3 tháng đó. Tất cả những linh kiện lỗi chúng tôi đều đổi cho các bạn trong vòng 3 tháng đó. Vì vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng. Và tất cả hàng của lô 2 đều là nguyên bản, chưa qua sửa chữa, các bạn hoàn toàn yên tâm. Cần mua hàng, các bạn vui lòng truy cập web là lô2.vn hoặc call cho mình theo hai số điện thoại ở dưới. Cần tư vấn, các bạn cũng vui lòng call điện thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ là việc chính của chúng ta đi trải nghiệm cái video này, cái bộ cây này, khi chơi game với bình luận viên Quang Tùng và bình luận viên Quang Huy. Tất nhiên không phải là bình luận viên Mạnh Tùng nữa rồi. Cảm ơn các bạn. Một lần nữa chúc các bạn sức khỏe và thành công. Các bạn thấy video này hay thì hãy like và share để video được đến gần khán giả hơn. Và cảm ơn các bạn một lần nữa. Lắng quá. Đi cho bây giờ này. Bóng văng ra, cơ vẫn còn. CDB vừa có pha bóng lên. Mất bóng. Kia em phát về lô tìm. Bóng thể giữ điểm ngay. Vâng, bóng đã ra ngoài, một quả phát bóng lên. Gabriel Fernando de Jesus. Ba trận bóng kịp thời trước khi đó trở thành bàn thắng. Cầu thủ của hai đội đang làm mất liên tục. Sudi. Đó sẽ là một quả phạt góc. Một pha ném biên để triển khai với nguồn rất nhanh. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Rất tốt, cả bóng rất tốt. Sẽ có phần góp.
Và đó sẽ là cơ hội nếu họ trao được quả bóng. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Thật tuyệt khi sút. Mẫu mực. MLB. Thực sự là bàn thắng rất đẹp, thả sát bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Anh ta dứt điểm quá tinh tế, bóng đi chính xác, uy lực và tìm đến ngay góc dưới cầu môn. Bàn thắng rất đẳng cấp. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Nguy hiểm, người ta để mất bóng. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục. Thu lên đây là cười Tuấn. Tôi tuyệt vời, bàn thắng khiến tôi dựng hết lúc nào như vậy. Và hữu hòa cực tiến được. Họ đang có bản trình diễn rất tốt, đã có nguồn hình rất trước. Đó là thực sự tạo cho mình rồi thì thắng trong trận này. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Các thêm mặt tường. Bất bóng cho vòng cấm. Chắc chắn đó là một cầu ghi bàn. Anh ấy đã cố gắng truy đuổi cầu thủ đối phương, nhưng đó là phản lối phải nhận phải bàn. Đúng vậy, nếu như các thừa bên trọng tài cũng có thể rút ngay một chiếc thẻ đỏ cho cầu thủ này. Tuyệt vời. Qua nào. Về mặt xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Hiệp 2 của vòng tứ kết sẵn sàng bắt đầu. Chàng đội nào muốn lùi bước ở vòng tứ kết này cả, họ cần phải tung hết khả năng của mình cho vòng này. Thomas Lima. Lên mặt căng ngang. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Và đang chính xác, Alisson đã ôm gọn bóng tay. Như Kylian Mbappe Floating. Vẫn còn cơ hội cho đội bóng, 3-1 là tỷ số hiện tại. N'Golo Kanté.
Augusto. Divin Sidibe. N'Golo Kante. Rất nhanh. Và bây giờ thủ môn có thể phát động một vụ tấn công mới. Ông trọng bào liên hồn của trận hôm nay đã thêm cho trận đấu tiếp tục. Đó là cái đầu thẳng đến này, tuy nhiên nó hơi nhẹ và thủ môn đá không gặp thương nào để biến. Hòa Thực Anh đang làm rất tốt trong tình huống này. Đó là pha can thiệp rất tốt của Thiago Silva. Gabriel Fernando đưa hết sút. Bóng như đang tiêu vũ giữa đôi chân vậy. Và đây là cú sút. Thủ môn chạm tay vào bóng là người dẫn như bất cứ bóng thành.